Xin chào cả nhà nha. Và hôm qua thì em có đăng 5 cây dẫu thu đất, gốc 4, gốc bự, gốc đẹp. Thì hôm nay em lại lên tiếp tục 5 cây nữa nha cả nhà. Thì cái cây này á, là nó đóng rong luôn rồi. Đóng rong rồi nhìn cả nhà nó không sao nha. Bởi vì cái hàng này em nuôi quá trời già mùa rồi. Giống như là ông già luôn rồi. Đây là con thú già, thú dữ luôn á. Đây, cả nhà nhìn xem nha. Nó có một cái giò bỏ bên chân bên đây đây. Rồi, và bên đây là cái dáng có một cái chân ngay đây. Đó, nó đóng rong rồi. Cái này không có sao hết nha cả nhà. Cái này về chúng ta chà rong là bình thường thôi nha. Bởi vì cây nó quá già mùa cho nên là nó mới nổi sừng sù như vậy nha cả nhà. Rồi đây, cái cây này nó có cái hoành là 21, cao là 77 và ngang là 75 nha. Cây này thì ghép được 3 mắt bo, 3 mắt bo. Và đặc biệt là cái mắt bo rất là mập luôn rồi nha. Đây, có thứ dày đây không? Sái cây này bự quá mà. Rồi đó, chịu ngang lại em con cái. Ngang là 90 nha cả nhà. Ngang là 99, như là tầm 1 mét luôn rồi. Ngang là 1 mét rồi nha. Và chiều cao luôn. Đó là chiều cao cái luôn. Ngang là 1 mét nha cả nhà. Ngang là 1 mét. Còn cao là 82. Rồi, cây này thì phải nói là cái tán tròn do luôn nha. Đó, em sẽ quay cho cả nhà xem cái tán rất là toàn luôn. Rồi, đây, rồi là quay tổng thể cái cây đây. Đó, tổng thể cái cây. Cái cây này em nuôi rất là lâu mùa rồi cho nên là cây nó rất là già cỗi, là cái hoa nở thì sẽ rất là đẹp nha cả nhà. Thì cây này em bán với giá là 1 triệu 6 thôi nha. Cây số 16 em bán với giá 1 triệu 6 bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, và tiếp tục là cây số 17. Đây, cây số 17 là cũng một con thú nha. Mọi người ơi, em nhìn sao giống con kỳ đà ha, con gì quá. Nó đây, nó có cái đuôi ở phía sau này cả nhà. Đây là một cái bắp đùi bên đây, cái chân bên đây ha. Rồi, ở đây là cái chân nữa nè cả nhà. Rồi, qua bên đây. Qua bên đây thì nó nhìn tưởng tượng như nó có một cái đuôi ngay đây nha. Rồi, cái cây này nó có cái hoành là 17, cao là 73 và ngang là 55 nha cả nhà. Cây này thì nụ rất là nhiều rồi nha. Em thấy nụ rất là nhiều rồi. Cái này chơi Tết thì rất là ok rồi. Rồi đây, cây này em quay tổng thể cho cả nhà xem nha. Rồi, cây thú này em bán với giá 1.4 triệu nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, một con thú nằm rất là đẹp luôn. 1.4 triệu. Rồi, và tiếp tục là cây số 18. Đây, đây là cây số 18 nha cả nhà. Đây cũng là một con thú nữa đây. Nói chung là cái lô dạo đất bên vườn mai nhà em toàn là thú không à. Đó, một con thú này là con thú đầu bự. Con thú cái mình bự, cái đít nó nhỏ nha. Rồi, thì cây này em bán với giá là... Ủa, cây này nó có hoành là 18, cao là 71 và ngang là 90 nha cả nhà. Cây số 18 này thì cái tán của nó cũng rất là tròn do luôn. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Em quay tổng thể cho cả nhà xem nha. Toàn do luôn cả nhà ơi. Rồi, mình quay tổng thể cái cây này nha. Rồi, một con thú rất là đẹp luôn. Rồi, cây này thì em bán với giá là 1.5 triệu nha cả nhà. 1.5 triệu bao phí vận chuyển luôn nha. 1.5 triệu bao phí vận chuyển luôn. Đây, rồi cây, rồi tiếp tục là cây số 19. Rồi, cây số 19. Rồi, một con thú dữ. Này là thú dữ luôn nha. Thú này thú dài luôn á, thú dài ba giò ba chân tùm lum hết trơn nè. Đó, đang nằm dang tay nha cả nhà. Đó, dang tay dang chân nha. Đó. Rồi, cây này thì nó có cái hoành là 19, cao là 92 và ngang là 90 nha cả nhà. Đây, mọi người nhìn thấy nó đang dang tay dang chân nha. Rồi em sẽ quay mặt trước cho cả nhà xem. Đó, giống như đang ưỡn ngực bỏ chân này, ưỡn ngực bỏ chân nha cả nhà. Nụ thì phải nói rất là nhiều rồi, mọi người không lo về nụ nữa nha. Rồi đây em sẽ quay cái này là cái tán nha, cái tán nha cả nhà. Tổng thể cái cây này đây. Rồi, cây số 19 này em bán với giá là 1.8 triệu nha. 1.8 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Con thú rất là dữ luôn nha cả nhà. Cái này lãi lá ra là nhìn thú ghê lắm luôn á. Rồi, tiếp tục là cây số 20. Cây này tán rất là xum xê và tròn trịa luôn. Rồi, đây, một con thú nữa. Trời ơi, con này giống như con chó nè. Cái chân dài quá đi. Cái chân ở trước dài lắm nè cả
Nè, mà này, con thú này nó vừa dài mà nó vừa giống người mẫu luôn. Nó bỏ cái giò ở phía sau và giò phía trước. Đây có một chân nữa nha. Nó dài dữ lắm. Con thú này nó dài dữ lắm. Chân thì chân nhiều lắm luôn nha. Rồi, rất là đẹp nha cả nhà. Em sẽ quay tổng thể con thú này cho cả nhà xem nha. Rất là đẹp luôn à, quý phái vô cùng nha. Này nằm như người mẫu luôn á. Quý phái lắm luôn nha. Rồi, đây. Rồi, cây này nó có hoành là 16, cao là 65 và ngang là 90 nha cả nhà. Cái tán rất là xum xê luôn nha. Cái tán xum xê lắm luôn. Trời, đây em sẽ quay tổng thể cái cây cho cả nhà xem nha. Rồi, cây số 20 này em bán với giá là 1.800.000 bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi, xin mời cả nhà hãy vào xem và ủng hộ cho vườn mai của Chế Chè Bông ạ. À.